Các bạn ơi, đây là đầu dốc Hằng Than. Tôi nhìn cái cây này lạ quá. Tôi dừng hình tôi quay cho các bạn này. Dừng chân tôi quay cho các bạn. Đây, cái phố Hằng Than là cái phố có bánh cốm nhá. Khởi nguồn là bánh cốm Nguyên Ninh. Một Nguyên Ninh, hai Nguyên Ninh, ba Nguyên Ninh. Đây, cái nhà Pháp cổ có cái nhành cây mọc ở cái vị trí ống máng đấy. Đây là Anh Minh. Đấy. Thế hiệu bánh cốm Nguyên Minh ở 11 Hàng Than mới là hiệu gốc đấy các bạn ạ. Đấy. Ôi giời, hoàng hoàng quá. Quảng cáo. Đây. Đấy, cho các bạn nhìn lại cái ống máng màu xanh ngày xưa nhá. Từ thời Pháp ấy. Đấy, các bạn thấy vẫn còn nguyên vẹn chưa? Đấy, tôi yêu những cái ống máng này lắm. Ở giữa lại thiết kế thế nào lại có cái cửa bát giác này. Nhà này vẫn nguyên vẹn hai tầng đấy. Thế còn cái tầng nhà của bánh cốm Nguyên Minh xịn thì lại cơi nới thêm các bạn thấy không? Đấy, lại làm thêm cái phòng tạm ở trên tầng 3 này, một cái gian tạm trên tầng 3 này. Đấy, đầu dốc Hàng Than inh ỏi. Đây bánh cốm này. Đấy, cái mẹt cốm để tượng trưng đấy. Đóng. Đấy, vẫn có cái dây rơm buộc. Buộc cốm và lá sen này các bạn nhìn. Gói như cái gói bánh chưng. Nhưng là cốm đấy các bạn ạ, cốm tươi. Thơm mùi cốm. Đấy, cốm hồi xưa là các cụ này ăn bốc bằng tay đấy, nhúm ngón tay cho vào miệng nhai kỹ ra cái vị ngọt. Đây, cốm khô làng Vòng hút trên không. Đấy, các bạn nhìn thấy Hà Nội vẫn giữ được cái hình ảnh xưa, những cái mẹt cốm này các bạn này. Đấy. Bây giờ thì để trên cái ghế nhựa ngoài hè này, tôi cho các bạn xem ở ngoài hè. Đấy, xa xa là cái ngõ 12 phố Hằng Than. Cái đầu dốc nên đem ra các bạn nhìn nhé. Đây. Đây coi là một cái mẹt cốm. Cốm xưa, cốm làng Vòng đấy. Các bạn nhìn thấy cái ngõ đầu dốc chưa? Cao. Đây, cái ngõ đầu dốc. Đấy, ngõ 12 Hàng Than. Vâng, đây chị bạn. Đấy, 12C Hàng Than. Đẹp vật. Đây, dưới này là các cái mặt hàng bánh cốm, bánh gai. Kia là bánh đậu xanh Rồng Vàng, bột sắn dây. Bên này là chè, toàn mặt hàng cũ. Cô Ninh, chú Hiền nhé. Cô Ninh và chú Hiền là hai vợ chồng. Sao gọi là chú Hiệp à? Cũng là giáo viên rồi. Đúng rồi, hai vợ chồng. Chú Hiệp, ông ấy tên là Hiệp. Ồ, thế à? Thế là dạy anh hồi hồi cấp 1 ở cái trường Việt Nam Cuba thì là chú tên là chú Hiền.
Nhưng mà chú Hiệp với cả cô, nhưng mà đây là gốc ở nhà cô Ninh ấy. Đúng không? Em là về chuyển về đây sau à? À ừ, thế được rồi, anh sang bên này anh xem. Đây, tôi vào nhá. Đấy, cứ dừng lại tí để tôi vào để cho các bạn xem là cái bánh phố Nguyên Ninh này. Địa chỉ duy nhất phố 11 Hàng Than, không có đại lý. Đấy, có lẽ là hai cái chữ nho hai bên là Nguyên Ninh. Đây, đầu dốc Hàng Than, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, lên đầu dốc Hàng Than đấy. Đấy, xếp hàng từ đây, xếp vào. Xếp hàng từ đây, xếp vào. Đấy, các bạn nhìn. Xếp hàng rồi. Đấy, hai bên là ông bà Nguyên Ninh đấy. Đấy, các bạn thấy không? Dòng người họ chữ Tâm này, đây tôi vào tôi xem giá cả thế nào. Cửa hàng bánh cốm Nguyên Đình 11 Hàng Than Chân Tâm, không nhìn cái chữ gì. Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Đấy. Đấy, các bạn thấy bán chưa? Đấy, nhà vẫn có cái quạt trần cổ thời Pháp. Đấy, các bạn nhìn kỹ ảnh ông bà nhé, thờ ông bà. Đấy, bên kia là không hiểu cái tượng gì. Đây xem giá này. Xem giá đấy. Bánh cốm loại 6.000, 8.000. Bánh su xê, đây có cả bánh su xê 6.000, kẹo lạc. Bánh đậu xanh. Bánh chả, mứt sen. Trà. Đấy. Đấy, không gian cái nhà bánh cốm Nguyên Đình 11 Hàng Than đấy. Đây để tôi vào tôi đọc cái này. Chân Tâm Tài Tất Đáo Hữu Đức Phúc Tự Lai. Đấy. Đây góc này là góc nhìn rõ nhất này. Người ta đang bán hàng này. Đấy các bạn vừa được xem toàn bộ cái tôi đi vào trong cái nhà cổ của 11 Hàng Than ấy, cơ sở duy nhất của bánh cốm Nguyên Ninh ấy. Cạnh đây là nhà 17 này, là một cái biệt thự Pháp xây vẫn còn nguyên vẹn. Đấy, các bạn nhìn cái họa tiết hoa sen ở trên cái bậu cửa, các bạn nhìn bằng đá đấy, ốp đá đấy các bạn. Đây cái tòa nhà ở cái đầu dốc Hàng Than vào 17. Đấy, giờ tôi cứ đi chậm lên đầu dốc để tôi dừng hình nhé. Cái clip ngắn về bánh cốm Nguyên Ninh. Giờ là 6.000, 8.000 có hai loại. Ngoài ra còn bán bánh chả, mứt sen, kẹo lạc. Đầu dốc các bạn thấy không?
xe nó ùn trên dốc Hàm Đậu xuống. Cả một vệt hàng than kéo từ Yên Phụ xuống Hàng Đậu. Các bạn thấy rất nhiều bánh phố Nguyên Ninh nhưng mà chỉ có số nhà 11 này là cái cơ sở gốc. Đây, cứ đi cho các bạn thấy. Ở đây họ cứ lấy hiệu là Nguyên Ninh, không lý do hiểu lý do vì sao ở dốc Hàng Than này. Đấy, Nguyên Ninh dốc Hàng Than, đây là số 1 dốc Hàng Than. Đấy, cái dòng xe buýt đi xuống từ bốt Hàng Đậu. Đấy, còn đây là Phạm Hồng Thái. Đấy, tôi quay lại tôi lên đầu dốc tôi quay lại. Đấy, tôi sẽ dừng hình ở trên đầu dốc Hàng Than các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn Hà Nội bây giờ cứ cái góc tường nào trống là hội họa đường phố vẽ rất sinh động. Đấy, đây là đầu dốc Hàng Than. Đây là Phạm Hồng Thái về cái trường Nguyễn Công Trứ đấy. Đấy, trường Nguyễn Công Trứ xưa trên đường Nguyễn Trùng Tộ còn gọi là cái trường Hàng Than ấy. Dạy cấp 1. Đây. Đây là dốc Hàng Than, có bánh phố Nguyên Ninh. Đấy. Cái góc hình cũ nhất ở dốc Hàng Than giao nhau với cả Phạm Hồng Thái thì tôi sẽ dựng hình nhé. Đấy, một clip ngắn thôi về bánh phố Nguyên Ninh ở dốc Hàng Than. Và xin chào các bạn.